Theo chuyên gia, vàng giàn coi giảm tuần trước chính là cơ hội để mua vào. Liệu người mua vàng đã bỏ lỡ cơ hội mua giá tốt khi mà tuần này 90% chuyên gia dự báo vàng sẽ bật tăng mạnh mẽ? Trở lại thị trường vàng Việt Nam, người mua gần như cũng đã bỏ lỡ cơ hội mua giá thấp với phiên mở cửa đầu tuần đầy ấn tượng. Tuy vậy thì vẫn có nhiều tiệm vàng giữ dưới ngưỡng 49 triệu đồng một lượng. Theo chuyên gia, vàng đặt mốc 150 triệu một lượng chỉ còn là vấn đề thời gian. Hậu Covid-19, nguồn cung vàng dự báo sẽ dồi giao trở lại. Thế mà mới đây, một mỏ vàng tại Phần Lan đã bị lửa tàn phá trầm trọng. Thị trường ngoại tệ lại chứng kiến đồng bạc xanh suy yếu phiên đầu tuần trong khi đồng euro lại tiếp tục bật tăng mạnh mẽ. Và tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin tỷ giá FBNC hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Tỷ giá FBNC và ngay sau đây hãy cùng với Ngọc Mai cập nhật những diễn biến mới nhất trên thị trường vàng. Thưa quý vị, trong phiên đầu tuần này thì giá vàng đã đập tan mọi đà kìm hãm, mọi dự đoán cho xu hướng giảm giá ở cuối tuần trước và một lần nữa thì lội ngược dòng trở lại đường đua về ngưỡng giá kỷ lục gần 1.750 đô la Mỹ một ounce. Cụ thể ghi nhận lúc 11 giờ phiên mở cửa đầu tuần hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay đã quay đầu tăng vọt 25 đô la Mỹ một cả hai chiều, đưa giá lên mức 1.744,3 đô la Mỹ một chiều mua vào và 1.744,8 đô la Mỹ một chiều bán ra, tương đương khoảng 48 triệu rưỡi một lượng chưa tính thuế phí. Và kết thúc phiên giao dịch thì giá vàng tương lai giao tháng 6 cũng tăng 23 đô la Mỹ, tương đương 1,34% lên 1.736 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trong mở cửa phiên đầu tuần này hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của gần 90% chuyên gia đã bỏ phiếu trong cuộc khảo sát hàng tuần trên trang vàng Kitco News. Theo đó, thì 13 trong số 15 chuyên gia phân tích thị trường phố Wall, tương đương 87%, trả lời rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Chỉ còn lại hai người duy nhất cho rằng vàng giảm hoặc đi ngang. Trong khi đó thì 1090 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát ở Main Street với 57% người dự đoán giá vàng đi lên, 23% người dự đoán giá vàng sẽ giảm và số còn lại thì cho rằng kim loại quý này sẽ đi ngang. Cả hai chuyên gia là Sinless, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại và World Trading và Phil Lin, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, đồng quan điểm rằng vàng sẽ lên cao hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và tiếp tục kích thích kinh tế trên toàn cầu. Bất chấp thực tế, dòng tiền cũng chảy ngược vào cổ phiếu làm kìm hãm bớt đa tăng của vàng. Về lâu dài, thì nếu như tình hình này tiếp tục xấu đi, môi trường thuận lợi cho vàng sẽ vẫn ở đó. Theo Jacqueline Dedos, chiến lược gia thị trường cao cấp của tập đoàn LaSalle Futures cũng đã trích dẫn không chỉ các yếu tố kỹ thuật mà còn do tâm lý hốt hoảng của nhà đầu tư trước căng thẳng địa chính trị cùng với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ có thể giúp giá vàng tương lai tháng 8 có thể lên tới 1.780 đô la Mỹ một ounce. Và thậm chí cũng trong phiên ngày hôm nay thì đã có chuyên gia mạnh mẽ khẳng định rằng việc vàng tiến tới ngưỡng gần 5.000 đô la Mỹ một ounce tương đương gần 150 triệu đồng một lượng chỉ là vấn đề thời gian. Và FBNC sẽ cập nhật chi tiết về dự báo này trong phần tổng quan thị trường vàng. Tuy nhiên, thì tổng kết những khảo sát trong tuần này vẫn có một dự báo về đà giảm của vàng đến từ Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RGO Futures. Ông nhận xét rằng vàng đã bị mắc kẹt trong phạm vi dưới 1.780 đô la Mỹ một ounce. Nguyên văn thì ông chia sẻ như sau. Cuối cùng, nếu đà rơi tự do của thị trường cổ phiếu vào tháng 3 được lặp lại, thì các nhà đầu tư phải bán tài sản trong danh mục để tăng tiền mặt. Trong nhiều trường hợp để bù đắp các cuộc gọi ký quỹ, thì cả cổ phiếu và vàng đều sẽ rơi vào đà giảm giá sâu. Và chuyển sang những cập nhật chi tiết về giá vàng trong nước trong phiên hôm nay. Thưa quý vị, những tưởng rằng vàng sẽ tiếp tục dàn co quanh ngưỡng dưới 49 triệu đồng một lượng trước những dự báo của chuyên gia về đà giảm do tâm lý tích cực của nhà đầu tư khi các nền kinh tế lớn đã mở cửa trở lại tuy vậy thì mở cửa phiên đầu tuần thị trường vàng miếng đã chứng kiến một lực tăng mạnh đủ để đưa phần lớn giá vàng bán ra niêm yết tại các tổ chức tiệm vàng vượt ngưỡng 49 triệu đồng một lượng đơn cử như công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã đồng loạt tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra lên mức là 49.050.000 đồng một lượng còn chiều mua vào tăng 320.000 đồng lên mức 48.700.000 đồng một lượng tại thị trường Hà Nội thì giá bán ra cao hơn 20.000 đồng một lượng Đối với các tổ chức kinh doanh và tiệm vàng tư nhân ở Việt Nam cũng đồng loạt tăng mạnh 300.000 đồng một lượng. Cụ thể thì tại PNG đã tăng đồng loạt 300.000 đồng ở cả hai thị trường trên cả hai chiều mua vào và bán ra. Các tổ chức khác thì cũng tăng sấp xỉ trong ngưỡng này. Tuy nhiên hiện tại thì chỉ có duy nhất PNG đang giữ giá bán ra cao nhất tại ngưỡng là 49.030.000 đồng một lượng. Còn lại tại Doji, Mi Hồng, Bảo Tính, Minh Châu và Phú Quý SGC đều đang dự giá bán ra quanh ngưỡng 48 triệu 920 đến 48 triệu 930 000 đồng một lượng như bản số liệu mà quý vị đang thấy ở trên màn hình. Và với giá niêm yết vàng miếng SJC tại các ngân hàng thì trong phiên hôm nay cũng đã đồng loạt tăng mạnh từ 200 đến trên 300 000 đồng một lượng. Tuy vậy hiện tại cũng chỉ có TPBank Gold và Sacombank là niêm yết giá bán ra một lượng SJC trên ngưỡng 49 triệu đồng. Trong đó Sacombank là ngân hàng có giá niêm yết cao nhất tại mức 49 triệu 100 000 đồng một lượng. Quý vị có thể quan sát bằng giá chi tiết trên màn hình. Tiếp đà tăng của thị trường vàng miếng thì giá vàng nữ trang cũng tăng mạnh trên 300.000 đồng một lượng. Cụ thể giá vàng nhẫn 4 số 9 đã tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra, đưa lên mức là 48.650.000 đồng một lượng và chiều mua vào tăng 270.000 đồng lên 48 triệu chẳng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 thì cũng tăng đều 350.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Tất cả các loại vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K và vàng 10K đều được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC tăng từ 150 đến gần 300.000 đồng một lượng như số liệu quý vị đang thấy ở trên màn hình. Như vậy có thể nói đúng như lời khuyên trong bản tin trước mà FBNC đã đưa tin, những mốc giảm giá trong tuần trước chính là thời cơ để các nhà đầu tư mua vào trước khi nó tăng đột biến lên một ngưỡng giá mới. Hiện tại vàng thế giới gần như đã lấy lại phong độ, sắp xỉ ngưỡng 1750 đô la Mỹ một ounce. Theo các chuyên gia thì nếu như vàng lên được ngưỡng 1800 thì cơ hội bật tăng mạnh mẽ lên ngưỡng giá cao hơn nữa sẽ được nhìn thấy. Quý vị thân mến, tuần trước thì vàng đã trải qua một tuần hết sức là giằng co và neo mình trên ngưỡng giá cao 1.710 đô la Mỹ một ounce trước áp lực bán tháo cũng như tâm lý tích cực của thị trường và nhà đầu tư khi mà gần như các nền kinh tế lớn đã cố gắng mở cửa trở lại. Tuy nhiên, thì bất chấp những yếu tố tác động ấy, những chỉ số ảm đạm vẫn nhắc nhở các chuyên gia kinh tế về một thực trạng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu vẫn luôn ở đó. Ngoài ra, thì mối quan hệ luôn trong tình trạng căng như dây đàn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng. Và mới đây, thì một chuyên gia đã khẳng định việc thấy vàng ở mức giá 5.000 đô la một ounce, tương đương gần 150 triệu đồng một lượng chỉ là vấn đề thời gian. Một trong những tác giả đứng đằng sau báo cáo hàng năm của Ingold Retreat cho rằng, vàng đang dấn thân vào một thị trường tăng trưởng kéo dài hàng thập kỷ và vấn đề hiện tại không còn là việc giá vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục ngoài thời đại mà khi nào đó sẽ đạt mức cao kỷ lục này. Trong một cuộc phỏng vấn với kitco News, Ronald Peter Tuffo, quản lý quỹ tại Intrimentum AG, nói rằng một chế độ chính sách tiền tệ với lãi suất thấp và lạm phát cao dự kiến sẽ đẩy giá vàng lên gần 5.000 đô la Mỹ một ao trong 10 năm tới. Trong 2 tháng qua, các ngân hàng trung ương và chính phủ trên khắp thế giới đã giải phóng một lượng thanh khoản chưa từng có vào thị trường tài chính, khi nền kinh tế toàn cầu dừng lại vì coronavirus. Theo báo cáo thường niên lần thứ 14 của hãng, 21.000 tỷ đô la đã được bơm vào thị trường tài chính toàn cầu. Tuffle cho biết thêm, lượng kích thích được sử dụng để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế mới nhất chiếm khoảng 23% tổng sản phẩm quốc nội trên toàn thế giới. Ông nói thêm rằng, mặc dù đại dịch đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng lớn năm 1930, và nó chỉ tiết lộ những vấn đề đang gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, Ông lưu ý rằng các vết nứt trong nền kinh tế bắt đầu xuất hiện vào năm 2019 khi cục dự trữ liên bang buộc phải cắt giảm lãi suất lần thứ ba, buộc phải cắt giảm lãi suất ba lần trong mùa hè. Bên cạnh đó, các nhà phân tích thị trường tại Tin Market cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng liên quan đến những động thái của Trung Quốc về luật an ninh đối với Hồng Kông đã làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Trong tháng sau tới, các nhà phân tích chỉ ra điều lớn nhất mà giới đầu tư vàng cần theo dõi đó là căng thẳng Mỹ-Trung và tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 khi các nền kinh tế tiếp tục mở cửa trở lại. Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư sẽ quay trở lại kênh vàng khi quan hệ Mỹ Trung có dấu hiệu căng thẳng trở lại và đồng đô la Mỹ suy yếu. Hậu Covid-19 đáng lẽ là thời gian để các mỏ khai thác dần phục hồi hoàn toàn để đảm bảo nguồn cung kim loại cho toàn cầu. Thế nhưng mới đây thì một ngọn lửa đang nghiền nát một mỏ kim loại Kevisa của tập đoàn khai thác Boliden. Vào tuần trước, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong tòa nhà đã nghiền nát một phần lớn mỏ Kê Vista của tập đoàn khai thác kim loại toàn cầu Boliden nằm ở Lapland, Phần Lan. Tuy nhiên, theo báo cáo, không một ai bị thương và ngọn lửa cuối cùng cũng đã được dập tắt. Công ty nói rằng thiệt hại đang được ghi nhận là rất lớn, do đó việc sản xuất tại nhà máy đã bị dừng lại cho đến khi có thông báo mới. Thế nhưng rất may mắn là bất chấp hỏa hoạn, tập đoàn Boliden cho biết sản xuất khai thác không bị ảnh hưởng. Boliden hiện có khoảng 6.000 nhân viên và doanh thu hàng năm nằm ở mức 5,3 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang những thông tin về tỷ giá ngoại tệ, trong phiên ngày hôm nay tỷ giá euro tiếp tục bật tăng như bản giá chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy. Giá 1 euro mua vào là 25.079 đồng, tăng 79 đồng và bán ra là 26.631 đồng, tăng 85 đồng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 1 tháng 6 được ngân hàng nhà nước công bố ở mức là 23.256 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm 6 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá FBNC. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên like và subscribe kênh FBNC Việt Nam để không bỏ lỡ những cập nhật tỷ giá mới nhất nhé.